Chính quyền thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu đóng cửa cơ sở check-in Sapa nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phan Xipang sau ồn ào về bức tượng nữ thần tự do ở gần đây. Theo đó, lý do yêu cầu đóng cửa điểm check-in Sapa vì nơi này chưa được cấp chứng nhận điểm du lịch để đón khách tham quan chụp ảnh. Cùng với đó, các mô hình mỹ thuật đã xây dựng trong khu vực này, bao gồm cả tượng nữ thần tự do, chưa đảm bảo quy định của pháp luật và mỹ quan đô thị. Trước đó, mạng xã hội Facebook đã xôn xao hình ảnh tượng nữ thần tự do phiên bản đột biến được đặt tại một khu du lịch tự mở của người dân ở thị xã Sapa. Ủy ban nhân dân thị xã này đã thành lập đội liên ngành kiểm tra các hoạt động địa điểm check-in, chụp ảnh trên địa bàn thị xã. Sau công tác kiểm tra thực tế và hồ sơ pháp lý, thực địa xây dựng, đội liên ngành kiểm tra kết luận điểm check-in Sapa hiện trong thời gian xây dựng chưa được cấp chứng nhận điểm du lịch nên chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách du lịch đến tham quan chụp ảnh. Các mô hình mỹ thuật đã xây dựng trong khu vực check-in chưa đảm bảo được quy định của pháp luật và mỹ quan. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng với 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sapeco. Trong vụ án này, ông Vũ Huy Hoàng cùng Phan Chí Dũng là cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm. Phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân là chủ tọa dự kiến diễn ra trong một tuần từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 4, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Hội đồng xét xử triệu tập nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Sapeco với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước đó, hai phiên tòa được mở từ ngày 7 tháng 1 và ngày 18 tháng 1 đã bị hoãn do vắng mặt bị cáo Nguyễn Hữu Tín, thẩm phán Chữ Phương Ngọc và một số người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan như ông Phan Văn Tuất, Võ Thanh Hà đều là nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, phụ trách bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sapeco, ông Lê Hồng Xanh, chủ tịch hội đồng quản trị Sapeco. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em, học sinh năm 2021. Thời gian thực hiện kế hoạch này từ nay đến hết tháng 11 nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh, trẻ em những kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước khi tham gia sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, khi tiếp xúc với môi trường nước. Kế hoạch cũng đồng thời tạo ra sự lan tỏa, hình thành thói quen, kỹ năng đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống đuối nước và phong trào tập luyện môn bơi lội nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ trẻ em đuối nước tại Việt Nam hiện nay cao nhất ở khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các quốc gia đang phát triển. Trong số đó, 53% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, suối, sông, hồ, kênh mương mà không có sự giám sát bảo vệ của người lớn. Tỷ lệ đuối nước của trẻ em thường gia tăng vào dịp học sinh nghỉ hè. Từ nay đến hết ngày 29 tháng 12 tới đây, ngành đường sắt Việt Nam sẽ thực hiện chính sách giảm giá vé cho thí sinh và người thân của những người nào đi trên tàu khi đi thi, nhập học vào các trường đại học cao đẳng. Cụ thể, ngành đường sắt Việt Nam sẽ giảm khoảng 10% vé áp dụng đối với các đôi tàu tuyến đường sắt Bắc Nam, bao gồm các số hiệu SE3, SE4, SE56, SE78, SNT1, SNT2, SBT1, SBT2, SE21, SE22, SE25-26, NA1 và NA2. Các tàu thuộc tuyến đường sắt Hà Nội, Long Biên, Hải Phòng và các tuyến khác. Thủ tục mua vé đối với các thí sinh đi thi cần phải có giấy tờ tùy thân, bao gồm căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, thẻ học sinh và thẻ dự thi hoặc giấy báo dự thi. Đối với thí sinh nhập học cần phải có giấy tờ tùy thân, bao gồm căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, thẻ học sinh và giấy báo nhập học. Đối với mỗi giấy báo dự thi, thẻ dự thi, hành khách mua được một vé giảm giá cho thí sinh và một người thân đi cùng lượt đi và lượt về. Với mỗi giấy báo nhập học, hành khách mua được một vé giảm cho thí sinh và một người thân đi cùng lượt đi. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu lập vành đai hạn chế xe trên 30 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố nhằm chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cốc. Theo đó, ngoại trừ các phương tiện như là xe vận chuyển học sinh, sinh viên, công nhân, vận chuyển khách du lịch và một số trường hợp đặc biệt hoặc công vụ khác, thì phương tiện hoạt động vận tải hành khách trên 30 chỗ ngồi sẽ bị hạn chế hoạt động trong nội đô theo vành đai. Bên cạnh đề xuất cần phải có sự nghiên cứu thiết lập vành đai hạn chế ô tô trên 30 chỗ ngồi để hạn chế hoạt động xe dù bến cóc, thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố cần phải ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng bến bãi, điểm đón trả khách không đúng với quy định trên địa bàn. Cùng lúc chỉ đạo các địa phương cần có công tác tăng cường rà soát, xử lý tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn.
Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm chỉ đạo đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, làm cơ sở triển khai hình thức phạt nguội hiện nay. Thưa quý vị, một thông tin dự báo thời tiết rất đáng chú ý. Từ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 4, một đợt nắng nóng mới sẽ nhen nhóm xuất hiện ở miền Bắc và khu vực Bắc miền Trung. Dự báo từ trưa và chiều nay, nắng nóng ở mức từ 35 đến 37 độ C có thể xảy ra trên diện rộng ở một số địa phương như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và xảy ra cục bộ ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Sang đến ngày mai, ngày 23 tháng 4, nắng nóng mở rộng khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức từ 35 đến 38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 39 độ. Có thể thấy đợt nắng nóng lần này có khả năng sẽ kéo dài đến cuối tuần. Nếu như phía Bắc gia tăng nắng nóng thì ở phía Nam mưa vẫn còn xuất hiện nhiều. Tại khu vực phía Nam Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, dự báo mưa dông vẫn sẽ tiếp diễn trong sáng nay. Đến chiều tối, mưa lặp lại ở diện rộng hơn, bao gồm toàn khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và từ Quảng Nam đến khu vực Bình Thuận, Nam Miền Trung. Cảnh báo sẽ có nơi từ mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ kèm theo dòng sét và gió giật. Khu vực Bắc Miền Trung, Bắc Bộ ngày hôm nay, trời nắng và nóng, từ 32 đến 34 độ. Riêng tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, một số nơi ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện tình trạng nắng nóng từ 35 đến 38 độ C. Tiếp tục với các thông tin quốc tế, chính phủ Thái Lan vừa cho biết họ sẽ thông qua hộ chiếu vaccine hay giấy chứng nhận tiêm chủng như một loại giấy tờ chính thức cho những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 muốn đi du lịch đến các quốc gia khác. Thông cáo quản gia Thái Lan đã đăng tải mẫu định dạng hộ chiếu vaccine của nước này có in tên, số hộ chiếu và quốc tịch của người đã được tiêm chủng. Chỉ có những người tiêm chủng vaccine tại Thái Lan hoặc Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận thì mới được cấp hộ chiếu vaccine. Thái Lan hiện ghi nhận hơn 46.000 ca mắc COVID-19 và nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng quốc gia. Bộ Y tế Thái Lan dự kiến sẽ cho người dân đặt lịch tiêm chủng thông qua ứng dụng trên điện thoại kể từ ngày 1 tháng 5 tới đây. Ít nhất 22 bệnh nhân đã tử vong tại một bệnh viện ở miền Tây của Ấn Độ vì thiếu oxy sau khi nguồn cung cấp oxy bị gián đoạn do rò rỉ. Theo cơ quan y tế bang Maharashtra, nạn nhân trong vụ việc này là các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tích cực bằng máy thở. Số người tử vong có thể gia tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch vì nguồn cung cấp oxy bị gián đoạn. Vụ việc rò rỉ nguồn cung oxy xảy ra trong bối cảnh số người nhập viện do COVID-19 ở Ấn Độ tăng vọt, khiến nhiều bệnh viện cạn kiệt oxy cho bệnh nhân và phải yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ. Nhiều bệnh viện tại thủ đô New Delhi ngày hôm qua cũng đã thông báo hiện chỉ đủ oxy hỗ trợ cho bệnh nhân trong vòng 24 giờ. Chính quyền liên bang Australia đã hủy hai thỏa thuận liên quan đến sáng kiến vành đai con đường mà chính quyền bang Victoria của Australia ký kết với Trung Quốc. Đây là những thỏa thuận đầu tiên mà chính quyền liên bang tại Australia hủy bỏ kể từ khi nước này thông qua luật quan hệ đối ngoại vào cuối năm 2020. Bộ trưởng Ngoại giao Australia khẳng định thỏa thuận này không phù hợp với chính sách đối ngoại của Australia hoặc gây bất lợi cho quan hệ đối ngoại của nước này. Theo quy định của luật quan hệ đối ngoại được Quốc hội Australia thông qua vào năm ngoái, chính quyền của các bang, các trường đại học, các tổ chức và các chính quyền địa phương tại Australia phải tiến hành rà soát các thỏa thuận đã ký với các thực thể nước ngoài để báo cáo lên Bộ Ngoại giao nước này. Mặc dù đến nay mới có 4 trong số hơn 1.000 thỏa thuận được thông báo lên Bộ Ngoại giao bị hủy bỏ, song Bộ Ngoại giao Australia cho biết sẽ tiếp tục quá trình rà soát, nhưng hy vọng đa số các thỏa thuận sẽ không bị ảnh hưởng.